Xin chào quý vị và các bạn thân mến đang đến với kênh tin tức sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin Ngô Kiếu Nguyên ngồi lên đùi, thản nhiên làm nũng Ngô Phước Thịnh. Cả hai vô cùng thân thiết với nhau. Sau một tuần vắng bóng tại The Remix, Ngô Phước Thịnh đã trở lại với live show 4 của chương trình trong sự háo hức chờ đợi của người hâm mộ. Với bản match up Tình yêu màu nắng, những ngày xuân rực rỡ, khán giả sẽ được chứng kiến những màn nhào lộn khá liều lĩnh của nam ca sĩ trên sân khấu. Đối với Ngô cũng như ekip của mình, mỗi tiết mục phải thật hoàn hảo để mang đến không gian âm nhạc đã phần nhìn và nghe cho khán giả. Do thời tiết khá nóng nên người Ngô ướt đẫm mồ hôi, dù vậy anh vẫn rất xì tin trước ống kính. Ngô khá thích thú khi lấy khăn trùm lên đầu để tránh nóng. Ngô và Ngô Kiếu Huy tranh thủ nhỏ to tâm sự trong lúc chờ đợi các thí sinh khác biểu diễn. Chàng bắp không ngừng ngại ngồi lên người của nam ca sĩ Really Love You. Tranh thủ tự sướng, dù ai cũng mệt lã người sau khi tổng duyệt. Đêm lên show 4 với chủ đề World Music, Ngô Kiếu Huy sẽ đưa khán giả đến đất nước Brazil. Tiết mục của chàng bắp hứa hẹn sẽ một lần nữa khiến khán giả bất ngờ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.